Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga đánh sập phòng tuyến bao vây Kharkiv. Trước khi mùa mưa bùn ập đến, Nga tăng tốc và đã đạt được kết quả đáng kể ở khu vực trung tâm của mặt trận. Toàn bộ cụm quân Ukraine trên hướng Kharkiv đang đứng trước thử thách khó khăn. Siết chặt vòng vây đối với lực lượng Kiev ở Kharkiv. Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích trên bộ, đặc biệt là các hướng Kupian, Poprovka và Kharkiv. Theo hướng Kupian, lực lượng Moscow đang tiến dọc theo khu rừng phía tây Sinkovka và được cho là đã chiếm được toàn bộ khu vực rừng. Quân đội Nga có thêm các cuộc tấn công trên bộ ở sườn phía nam theo hướng Poprovka. Tại đây, họ đã chiếm được phần lớn cánh đồng và theo các nhà quan sát quân sự Nga, hai ngôi làng nữa ở phía tây Kharkivka cũng được cho là đã thất thủ. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đang tiến sâu vào các vị trí của Ukraine ở phía nam Kharkiv và chiếm được phần lớn các cánh đồng. Những đòn đột kích đang tập trung vào các làng Maximitka và Chudovo. Theo đó, các thòng lọng xung quanh thành phố đang thắt chặt. Trước khi mùa mưa bùn ập đến, lực lượng Moscow tăng tốc và đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc ở khu vực trung tâm của mặt trận. Những thành công của quân đội Nga trong khuôn khổ chiến dịch hè thu cho thấy sự suy giảm nhanh chóng về khả năng chiến đấu của lực lượng Kiev trên mọi hướng tác chiến. Quân đội Nga đã họp vào cuối tháng 10 sau khi chiếm được một số thành phố, khu định cư lớn và thôn làng nhỏ. Họ đang tập trung vào ba hướng: Poprovka, Kharkiv và Yelodonetsk. Vào đầu mùa thu, sau khi đánh chiếm thành công Novogorodovka, như một phần của quá trình chuẩn bị chung cho cuộc tấn công quyết định vào Poprovka và Minograd, lực lượng Moscow đã kiểm soát Grodovka, Selidovo và sau đó mở rộng địa bàn về phía tây của thành phố. Trên hướng Kharkiv, họ loại bỏ Lviv và chiếm các thành phố thị trấn kiên cố như là Ukraine, Gorniak cũng như Kharkivka. Những thành công này giúp bắt đầu chiến dịch hình thành vòng cung phía bắc bao trùm toàn bộ nhóm quân đối phương. Ở Nam Donetsk, trong các trận chiến dữ dội, quân đội Nga chiếm được thành phố pháo đài Ulenda và bắt đầu chọc thủng tuyến công sự kiên cố cuối cùng của lực lượng Kiev. Ở mặt trận khác, lực lượng Moscow thực hiện một số cuộc tập kích vào các mục tiêu ở khu vực phía sau do đối phương kiểm soát, bao gồm cả việc phá hủy cơ sở của Bộ Nội vụ Ukraine ở Kharkiv. Để đáp trả, Kiev thực hiện cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga ở khu vực Stavropol. Một UAV khác đã đâm vào một tòa dân cư ở Bryan. Về hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga đã kiểm soát Novokrinka, Yasaponiana và đánh bật các đội hình Kiev ra khỏi vùng ngoại ô phía tây của Sakhtan. Quân đội Nga đã đột nhập Maximovka giữa Ulenda và Kharkiv. Một số cuộc tấn công cơ giới đã bị đẩy lùi, nhưng bộ binh Nga đang dần tiến sâu hơn vào làng, giao tranh ác liệt đang diễn ra. Stanislav Bulzatov, một chiến binh nổi tiếng của Ukraine cho biết. Theo hướng Ulenda, tình hình vẫn rất nghiêm trọng, giao tranh tiếp diễn ở khu vực Maximovka và Chudovo. Trên thực tế, giao tranh đã áp sát Uspernovka, có hai hướng tương đối thuận tiện để đến Kharkiv từ phía nam, đó là Ekaterinovka cũng như là Upensnovka. Nhà phân tích người Ukraine Bogdan Mirosnovko cho biết, địa lý của khu vực này rất phức tạp với nhiều con sông và đầm lớn, giữa chúng là khoảng trống. Trước đây, đây có thể là trở ngại đáng kể nhưng bây giờ thì không. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng người Nga sẽ cố gắng để tiếp cận Konstantinos, ngôi làng ở cách Kharkiv khoảng 13 km. Nếu thành công, họ sẽ khép lại vòng vây với Kharkiv, ông Miron Miskov nhận định. Nga không đóng băng xung đột với Ukraine. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc ngày 1 tháng 11 cho biết Moscow sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và đồng ý với một thỏa thuận kiểu Minsk khác.
vốn chỉ nhằm mục đích tạm dừng cuộc xung đột ở Ukraine thay vì giải quyết nó một lần và mãi mãi. Các thỏa thuận Minsk đã được Nga và Ukraine ký kết vào năm 2014 và 2015 với vai trò trung gian của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức. Chúng nhằm giải quyết những căng thẳng sau cuộc đảo chính ở Maidan do phương Tây hậu thuẫn nhằm lật đổ chính phủ ở Kiev. Giới chức cấp cao của Ukraine, Đức và Pháp kể từ đó đã công khai thừa nhận rằng họ không bao giờ có ý định tuân thủ các thỏa thuận mà lợi dụng chúng để câu giờ cho Kiev tái vũ trang. Moscow cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cả Kiev và phương Tây đều không mong muốn hòa bình ở Ukraine, mặc dù Nga vẫn để ngỏ khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng ngoại giao. Phát biểu tại cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm 31 tháng 11, Đại sứ Nebenzia khẳng định Nga sẽ không lặp lại kịch bản thỏa thuận Min, không đóng băng xung đột cũng như không có chuyện Ukraine gia nhập NATO bằng cách này hay cách khác. Thay vào đó, ông nhấn mạnh cuộc xung đột sẽ được giải quyết vĩnh viễn bằng cách Nga đạt tất cả các mục tiêu trong hoạt động quân sự của mình, bao gồm cả phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Ông nói thêm, lãnh thổ do Ukraine nắm giữ tiếp tục bị thu hẹp mỗi ngày và cho rằng đã đến lúc phương Tây phải xem xét lợi ích của người Ukraine, những người muốn hòa bình và quan hệ tốt đẹp với Nga. Cho đến nay, các đồng nghiệp của phương Tây của chúng tôi đang thất bại trong việc này, ông Nebenzia bình luận. Xung đột đã kéo dài gần 3 năm trong khi các cuộc hòa đàm đã bế tắc đổ vỡ kế hoạch từ tháng 3 năm 2022. Nga đang có bước tiến nhanh nhất trên trường Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra và kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 31 tháng 10 cho biết, Nga theo đuổi một giải pháp cho xung đột ở Ukraine mà có thể đáp ứng được lợi ích cho tất cả các quốc gia Á-Âu. Trong khi đó, kịch bản hòa trong xung đột ở Ukraine không thể đáp ứng được một điều kiện đó. Nga cũng bác bỏ cái gọi là kế hoạch hòa bình, kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Sự ổn định ở khu vực Á-Âu chỉ đạt được thông qua những đảm bảo lâu dài đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh, Ngoại trưởng Lavrov nói. Trả lời phỏng vấn Newsweek tháng trước, ông Lavrov nhắc lại rằng Nga vẫn sẵn sàng giải quyết bằng ngoại giao cuộc xung đột Ukraine một lần và mãi mãi xử lý các nguyên nhân gốc rễ. Nếu không, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự và đạt mọi mục tiêu đề ra. Có thể tấn công phủ đầu vào lính Triều Tiên. Hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Kiev có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, nhưng cần phải có vũ khí tầm xa. Ông nói, chúng ta hiện thấy mọi địa điểm mà Nga đang tập trung những người lính Triều Tiên này trên lãnh thổ của mình, tất cả các doanh trại của họ. Chúng ta có thể tấn công phủ đầu nếu chúng ta có khả năng tấn công ở tầm xa đủ xa. Và điều này phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta. Nhưng thay vì cần đưa ra quyết định thì Mỹ, Anh, Đức đang theo dõi. Mọi người chỉ đang chờ binh sĩ Triều Tiên bắt đầu tấn công người Ukraine. Nhà lãnh đạo Zelensky nhấn mạnh, bất kỳ ai thực sự muốn cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine không lan sang châu Âu thì không chỉ nên theo dõi mà còn phải hành động. Moscow và Bình Nhưỡng đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Mới đây, Nga đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên. Hàn Quốc xem xét phương án cung cấp vũ khí cho Ukraine. Khi được hỏi liệu Seoul có thể gửi vũ khí cho Ukraine để đáp trả việc Triều Tiên hỗ trợ Nga hay không, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Tae-un cho biết mọi kịch bản có thể xảy ra đều đang được xem xét. Vị quan chức này tuyên bố Hàn Quốc sẽ theo dõi mức độ tham gia của quân đội Triều Tiên tại Nga và những gì Bình Nhưỡng nhận được từ Moscow. Mỹ vào ngày 31 tháng 10 nghi ngờ rằng quân đội Triều Tiên ở khu vực quốc của Nga sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine trong những ngày tới. Washington cho biết có 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga. Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine, bao gồm cả thiết bị giả phá bom mìn, nhưng cho đến nay vẫn chưa đồng ý với đề nghị của Kiev về việc cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, vì quan chức trên nói rằng Hàn Quốc đang xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra, cân nhắc mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định cụ thể. Hôm 30 tháng 10, một quan chức Hàn Quốc nói rằng Nga có thể sẽ hỗ trợ cho Triều Tiên về công nghệ quân sự và dân sự, vệ tinh và năng lực tên lửa đạn đạo liên lục địa, đổi lấy sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến.
Trước đó, Hàn Quốc khẳng định họ sẽ không điều quân nhân tới chiến đấu ở Ukraine, nhưng cân nhắc đưa giám sát viên tới để theo dõi các động thái tiềm tàng của Triều Tiên. Cho đến nay, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định một nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Trước đó, Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin này và Nga khẳng định họ có thể tự chủ trong việc sản xuất quân sự cho chiến dịch ở Ukraine. Mặt khác, Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết nước này sẽ đồng hành cùng với Nga cho tới khi Moscow giành được chiến thắng ở Ukraine. Ukraine mới nhận được 1/10 số vũ khí Mỹ hứa chuyển. Phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng chỉ có 10% viện trợ quân sự mà Mỹ hứa chuyển cho Ukraine trong năm nay thực sự đã đến được tay phía Kiev là có cơ sở. Trước đó, trong một cuộc họp báo, ông Zelensky nói rằng một trong nhiều vấn đề của Ukraine trong cuộc chiến với Nga chính là vũ khí viện trợ của đồng minh hứa hẹn đến quá muộn hoặc là chưa đến. Điều này làm ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến của Ukraine. Theo ông Zelensky, 90% viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho năm tài chính 2024 vẫn chưa được chuyển đến cho chiến trường Ukraine. Đây chính là vấn đề. Ukraine phải làm gì khi mà Nga đạt được đà tiến ở mặt trận phía đông? Ukraine phải xem xét lực lượng quân dự bị, các lữ đoàn đặc biệt, kiểm đếm các thiết bị quân sự được viện trợ từ Mỹ. Nhưng vấn đề là Ukraine mới chỉ nhận được 10% số đó dù các gói viện trợ đã được bỏ phiếu thông qua. Quốc hội Mỹ đã thông qua, vấn đề không phải là tiền mà là thủ tục hành chính và hậu cần, ông Zelensky cho biết. Mỹ chưa bình luận chính thức về con số mà ông Zelensky đưa ra. Từ tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã gián đoạn hầu hết viện trợ quân sự cho Ukraine vì bất đồng giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Giai đoạn này kéo dài 5 tháng cho tới khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 ký một đạo luật nhằm viện trợ 60,84 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, dự kiến hoàn thành vào cuối năm tài chính 2024. Kể từ đó, thì Lầu Năm Góc thực hiện việc giải ngân khoản viện trợ, phần lớn là rút vũ khí hoặc là đạn dược hiện có của Mỹ từ trong kho ra để chuyển cho Ukraine. Khoản tiền viện trợ sẽ được dùng để mua vũ khí mới bù vào lượng đã rút ra. Tuy nhiên, theo Kiphot, mỗi tháng Lầu Năm Góc chỉ giải ngân được một lượng vũ khí dưới 1 tỷ đô la Mỹ, ít hơn hẳn so với số tiền mà họ cần phải chi ra để đảm bảo viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ đã cam kết. Theo số liệu của Lầu Năm Góc công bố vào tháng 12 năm 2023, tổng giá trị viện trợ cho Ukraine từ tháng 2 năm 2022 tới thời điểm nói trên là 44,9 tỷ đô la Mỹ. Một thông cáo báo chí ngày 21 tháng 10 của Lầu Năm Góc cho thấy tổng số tiền Mỹ thực chi cho Ukraine